Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về tớp loại cây giống cũng như là cách đóng hàng cây giống online nè. Cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về cách đóng hàng cũng như là cách mua hàng như thế nào. Thì ngày hôm nay Ly có mặt tại trung tâm cây giống để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nha. Đây là những cái kiện hàng mà bên trung tâm cây giống mới vừa đóng gọi nè. Đây là cây vú sữa Mica ha bà con. Vú sữa Mica thì quý bà con chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì bắt đầu ra trái bói rồi. Còn cách đóng hàng đây, đóng hàng rất là chắc chắn. Quý bà con chúng ta cứ an tâm về cái khâu đóng hàng, gửi hàng đi cho quý bà con chúng ta thì quý bà con chúng ta được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Rồi cái cách mua hàng thì bên trung tâm cây giống có để hai số điện thoại ở trên màn hình. Quý bà con chúng ta nào mà muốn mua hàng hoặc là tham khảo về giống hoặc là cần xem cây trực tiếp thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Hai số trên thì bên trung tâm cây giống có xài Zalo hết nha. 0345679887 hoặc là 0777403339 hết bà con. Đây là những cái cây vú sữa Mica. Vú sữa Mica thì bên trung tâm cây giống đang bán với giá là 80.000 trên một cây. Đó, cây được sang chậu ra nuôi dưỡng lại. Bầu rất là to nha bà con. Đó, cái bầu rất là to nè. Cái bầu này là cái bầu C8. Nên cái vận chuyển nó hơi cao hơn một tí xíu tại vì nuôi trong cái bầu nó hơi to. Một cây như vậy là tầm khoảng 2 kg luôn. Đây, cái đơn này. Cái đơn này là 7 cây vú sữa Mica đây ha. Cái vận chuyển này. Và cái cây đầu tiên. Cây đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho quý bà con chúng ta. Rồi, có cây tắc cẩm thạch nè. Tắc cẩm thạch thì trái nó cũng cẩm thạch, cái lá nó cũng cẩm thạch. Nhìn nó cũng rất là đẹp, nó cũng rất là sang đấy các bạn con. Đây, cái trái đây. Đó, nhìn nó cũng đẹp đẹp ngộ ngộ đây. Trồng phong thủy cũng rất là ok, chúng ta trồng cây độc lạ nè, cây ăn quả này ha, trồng cây phong thủy, trồng cây bonsai. Rồi chúng ta vừa có trái chúng ta để chơi luôn nè. Đó. Một cây như vậy là 100.000 trên một cây hết bạn con. Tắc cẩm thạch. Đơn này có cây tắc ngọt nè, tắc ngọt thì trái nó sẽ dài hơn. Đó. Cái lá tắc ngọt thì nó sẽ không có cái màu cẩm thạch đấy ha, cũng 100.000 trên một cây luôn về cái tắc cẩm thạch. Rồi có đơn nho thân rổ nè. Đó, nho thân rổ này là nho thân rổ tứ quý với cây tắc ngọt. Đó. Rồi tới lô táo thái xanh nè, rồi nho này là nho thân rổ 12 vụ. Rồi tiếp theo là cây lựu đỏ Ấn Độ ha bà con. Lựu đỏ Ấn Độ thì chúng ta cũng có thể là trồng chậu được nè, trồng bonsai, trồng những cái khu sinh thái, đặc biệt là trồng phong thủy cũng khá là ok. Khi có trái thì nó sẽ thồng thồng xuống nhìn nó rất là đẹp ha. Rồi có Sabo Mexico nè, ở trong cũng có táo thái xanh. Rồi những cái kiện hàng ở trên thì đã đóng rồi nè. Quý bà con chúng ta thấy không ạ, những cái kiện hàng ở trên thì đã đóng rồi. Một ngày thì bên trung tâm cây giống đi hàng cũng rất là nhiều. Quý bà con chúng ta chốt hàng ngày hôm qua thì ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống sẽ đóng hàng. Nếu như khu vực miền Tây thì tầm khoảng là từ 2 ngày thì quý bà con chúng ta nhận được. Còn khu vực miền Bắc thì từ khoảng 3 ngày, 4 ngày hết bà con. Đi hàng rất là nhanh nha. Đây, quý bà con chúng ta thấy không? Rồi có chanh vàng Mỹ nữa nè, Sabo Mexico. Có cây măng cục này là măng cục vàng. Măng cục ra trái vàng. Rồi có tắc không hạt. Mít này là mít cục đỏ sơ vàng. Táo thái đi cũng nhiều, lựu đi cũng khá là nhiều hết bà con. Mít cục đỏ sơ vàng thì bên trung tâm cây giống có những cái gốc to rồi gốc nhỏ nè. Sầu riêng nè. Hai cây bên trung tâm cây giống vẫn đóng các bà con. Hai cây một cây. Đó, giống như cái đơn này nè, có hai cây vú sữa Mica đây. Đó, chúng ta thấy không? Đây. Hai cây vú sữa Mica và thêm 10 cây mít được đỏ Indo. Đây. Lý tưởng là có hai cây riêng nhưng mà có 10 cây mít nữa. Một cây. Khu vườn của chú Thành. Một cây ha, mỗi lần một cây. Rồi có cây bồng bon Thái nữa nè. Sầu riêng thì đi sầu riêng Thái nè, sầu riêng Moschim, sầu riêng Black Thorn. Vú sữa hoàng kim, vú sữa Mica, cherry này là cherry Yasin đang cho hoa luôn nè. Rồi nhóm này là nhóm tắc không hạt hay là con ba cây tắc không hạt nè. Ở trong tiếp tục là mít, hai cây mít cục đỏ sơ vàng, đây hai cây mít cục đỏ sơ vàng và thêm một cái cây vú sữa Mica. Giá bán lẻ hay giá bán sỉ thì cũng như nhau hết nha bà con. Đó. Giống như cô chú anh chị mua nhiều thì bên Ly sẽ miễn phí vận chuyển thôi. Còn mua lẻ một cây bên Ly vẫn bán là vú sữa Mica là 80.000 một cây. Giống phải cô chú anh chị mà mua một cây thì bên Ly sẽ bán giá cao hơn. Giống như là 100 mấy là không có. Vẫn giá như vậy 80.000 trên một cây.
còn mít chuột đỏ sơ vàng. Nếu như cô chú anh chị mà lấy gốc VIP á, gốc VIP là gốc to là 60.000, nếu anh chị mua 2 cây vẫn là 60.000 chứ không có bán giá cao hơn nha. Đặc biệt là bên Ly thích bán hàng cho cô chú anh chị nào yêu thích mua cây giống nè, mua số lượng ít vẫn giá vậy, không có giá lên hết bà con đó. Rồi giống ở trong, giống ở trong cái lô này là 100 cây lựu đỏ Ấn Độ nè, lựu đỏ Ấn Độ đây ha bà con. À, khu vườn của anh là trồng kinh tế nè, cây nuôi dưỡng lại, cây rất là đẹp. Đó, hàng nuôi chậu gốc nè, lựa cho anh gốc nè. Đó, có những cái cây đang ra hoa luôn. Lựu đỏ Ấn Độ thì quý bà con chúng ta trồng rất là sớm cho trái, chỉ trong vòng là từ 10 đến 12 tháng thì bắt đầu ra trái rồi. Nếu như cô chú anh chị muốn để trái tự nhiên thì tỷ lệ ra trái tự nhiên của nó sẽ thấp hơn. Còn nếu như anh chị nào mà thụ phấn cho cây, tức là lấy cái bông đực chấm qua cái bông cái thì nó sẽ đậu trái sai hơn và khả năng cho trái của nó sẽ to hơn nữa nha bà con. Đó, đây là cây lựu đỏ Ấn Độ. Lựu đỏ Ấn Độ thì quý bà con chúng ta lưu ý là bạn này không chịu nước nha, không chịu nước, không chịu ngập úng, chịu khô ráo ha, trực tiếp ngoài nắng luôn thì cây nó sẽ tốt hơn. Rồi, có những cái đơn phân bón. Phân bón thì gói humica băng, humica băng để kích rễ cho cây giai đoạn đầu nè. Sản phẩm này là sản phẩm độc quyền hết bà con. Trục tăng cây giống humica băng gold, giải độc toàn, ngộ độc hữu cơ, ga rễ cực mạnh, chống ngạt rễ, tốt đất xanh cây. Đây là cái đường 5 cây cherry gasin. Còn là văn phòng làm việc ở bên trong. Đây là những cái cây mít cục đỏ sơ vàng nè. Đó, quý bà con chúng ta thấy không? Mít cục đỏ sơ vàng. Và những cái anh chị ghé để mua hàng cây giống không? Đó. Bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây trồng kinh tế ra nè, rồi có cây độc lạ này hả bà con, cây nhập khẩu nè. Nếu như anh chị nào chúng ta thích cây giống nào thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Còn ngày hôm nay Ly chia sẻ và giới thiệu cho quý bà con chúng ta về cách mua hàng nè, cách đóng hàng nè, hoạt động hàng ngày tại trung tâm cây giống ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.